cốp quanh để lên cốp nhanh nhanh cốp quanh mở máy lên. Không khí sáng nay như thế nào ạ? Không khí sáng nay là thật sự là rất là tuyệt vời. Mọi người đến ủng hộ chị Hằng rất là sớm. Như chị là chị đã thức cả đêm, chị sợ là đến đây sớm quá sẽ chưa có người, nhưng không ngờ là mọi người đến quá là đông luôn và quá là ôn hòa luôn, trật tự ôn hòa. Rất là tôn trọng chị Hằng. Và nếu đã tôn trọng chị Hằng thì mọi người hãy cố gắng là trật tự hết sức có thể để không ảnh hưởng đến chị Hằng. Ok chị, cảm ơn chị nhiều. Ok em. Đúng đậu nha. Cho đây mấy ngày rồi. Một tuần rồi. Cho đây một tuần để ủng hộ chị Hằng rồi. Mà hôm nay không ngủ để sáng mới dậy sớm như này. Em tâm nè. Cảm ơn nhiều viewer nói về bệnh viện Cao Ba Tân Triều đây. Cao Ba Tân Triều phải sắp lên đến 314 cơ. Khi mà Tâm lên tiếng như cái xấu ở bệnh viện Cao Ba Tân Triều, nhờ chị Hằng mà có một đầu thanh tâm mạnh mẽ như hôm nay, Tâm lên Tâm đánh sập cả cái bọn Cao Ba Tân Triều, nơi mà hút máu của bệnh nhân. Bệnh nhân người ta là người đáng thương, người khốn khổ mà dám mà hút máu bệnh nhân á, Tâm đến Tâm thương mãi chị Hằng luôn. Bật cành lương phải không? Rồi mời chị Tâm uống nước nè. Đúng không? Hiện tại thì đã bị màng đã bị sập nhá mọi người, ai có màng thì có chứ còn mình lắm có. Không, mình không phải là tiền túi của người đó đâu mà. Nếu tiền túi người đó bỏ ra như chị Hằng thì không cần sao kê. Cái này là tiền của bá tánh mà. Lên đó. Thì cái tiền nó bắt sao kê nhưng mà cô Hằng không tin thế nào. Nói chung mình nếu cầu thì tòa án nói chung là xem xét. Tại vì đây chị cũng là lần đầu tiên thì cũng rất mong là tòa án được khoan hồng một cái gì đó để cho chị. Tại vì chị cũng còn giúp ích cho nhân dân rất là nhiều. Nói chung ở ngoài nhân dân này rất cần, còn cần chị. Chẳng hạn như là những người nghèo khổ, những người bị bẩm sinh con cái hốt, nói chung là dân từ cái cầu cho tới mái nhà hay những người già thì nói chung là còn đang rất rất cần chị. Cho nên là cũng hy vọng là pháp lực cũng có chị một cái khoan hồng để cho chị được về với gia đình, để chị giúp đời giúp người. Ai cứ để về hoài đi, tự nè. Bên tòa án cũng nên xem xét là cái việc mà chị Hằng cống hiến cho xã hội cho một cái mức án khoan hồng thì cũng hy vọng là vậy. Tất cả anh em ở đây chính nghĩa cũng đều hy vọng cái giá như thế nào khi mà Sĩ Hoàng Linh khi mà quyên góp xong mà giữ 14 tỷ trong 6 tháng. Theo Kim, cái quan điểm của Kim về mình là ví dụ nếu chị Hằng là người xấu, đáng lý là chú Hoài Linh hay anh Hoài Linh gì đó thì phải cảm ơn chị Hằng. Bởi vì sao? Đây là chị Hằng chỉ nằm mơ nha. Nhưng mà đặt ví dụ cái lúc trước thời điểm đó bà con cô bác đây đâu có ai biết là anh Hoài Linh giữ 14 tỷ đó đúng không? Đâu có ai biết đâu. Nếu mà chị Hằng không nói ra thì làm sao mọi người đây biết? Thứ hai nữa, tại sao mà đặt ví dụ vậy nè? Anh Hoài Linh nói là anh Hoài Linh bị bệnh. Anh Hoài Linh bị bệnh thì cũng còn trợ lý của anh Hoài Linh, cũng còn Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc mà. Mình có thể chuyển tiền qua Mặt trận Tổ quốc để nhờ Mặt trận Tổ quốc đi giúp được mà, đúng không? Tại sao không làm điều đó? Mà trong khi đặt ví dụ anh bệnh gì đến 6-7 tháng rồi anh mới giải ngân. Anh đã sai là vậy rồi. Đặt ví dụ đi anh, vậy trong vòng 1 tháng thì đó có thể là anh bệnh. Mà anh bệnh gì tới kéo dài đến 6 tháng. Người ta đang cần anh lũ lụt mà giờ tới khô anh còn chưa đi giải ngân thì nó đâu có hợp lý. Cái này là riêng về bản thân tôi là tôi thấy không hợp lý. Còn đặt ví dụ bà con có bác anh chị khác thì tôi không biết. Nhưng riêng về bản thân tôi là thấy không hợp lý. Luôn á chứ. Mà nói chồng ra đâu. Qua clip hành động quá, chị Hằng thì chị có ủng hộ không? Ủng hộ chỉ mà lên livestream rồi nó này nó kia chị. Nói chung là tôi ủng hộ tự vào lòng, tôi không livestream, tôi không chửi mắng ai dù chỉ một người nào hết. Nhưng mà có vô bình luận là chẳng hạn như là ai nói gì xúc phạm đến chị Hằng thì tôi có trả lời qua lại. Tôi có nhắn tin trả lời qua lại, chứ còn livestream lên chưa một cái livestream hồi nào tới giờ, chưa có một cái livestream nào để lên. Hay chưa một cái gì để lên TikTok hay cái gì đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Chị ở xa đó rồi chị. Cũng ở gần đây thôi. Anh Bình mạng kém đó. Mạng không có mạng đâu. Mạng gọi Zalo được nên đăng lên đây 5 năm. Này của em là vẫn còn lâu nè. Mẹ ơi, phiên tòa diễn ra hôm qua này nhá. Mẹ ơi, ở đây nó ổn. Mẹ ơi, ở đây nó ổn.
vô là mình thấy mình làm. Yeah, sao nó không phải đâu? Ơi cái gì mà đóng vậy? Sao nó không phải đánh? Không, nói chung là em là một người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng với tư cách là một cá nhân, tại vì cô Hằng là người làm quỹ ngôi tim Hằng Hữu. Ai yêu mến và làm những cái gì mà bảo vệ mầm non về tương lai, ươm mầm cho mầm non Việt Nam thì mình ủng hộ vậy thôi. Còn cô Hằng phát ngôn chưa đúng như thế nào với pháp luật, cô Hằng sẽ chịu trách nhiệm tới đó vậy thôi. Yeah, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Đúng không? Và luật sư, và luật sư tranh tụng cùng cô Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa ngày hôm nay là một luật sư chắc chắn là một người tài đức vẹn toàn, sẽ đem cô Hằng về cho những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh hết. Thôi được rồi, đừng quay em nữa. Yeah. Chồng em từ rồi, em chồng em từ em luôn á. Cả nhà nghe rồi. Hả? Cả nhà. Em đến câu khoảng hồi 6:30. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì em tham gia drama ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng là 3 năm rồi. Và tại vì cô Hằng giúp những đứa trẻ thì bản thân em yêu mến ủng hộ cô Hằng. Và em thấy những điều cô Hằng nói là đúng. Tại sao cô Hằng đưa ông Yên ra là cái tốt? Tại sao bản thân em là một giáo viên mầm non đã từng tiếp xúc với những trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ, đặc biệt là câm điếc. Thì bệnh chậm trí tuệ và phát triển và câm điếc thì sẽ hoàn toàn không chữa hết bệnh. Đó, thì cô Hằng muốn nói lôi ông Yên ra để thức tỉnh lòng dân và để cho mọi người biết là ổng không chữa hết bệnh. Vậy thôi. Nếu mà ông Võ Hoàng Yên á chữa hết bệnh câm điếc, vậy thì trường Đại học Sư phạm có khoa tâm lý dành cho giáo dục trẻ đặc biệt để làm gì? Và nếu ông Võ Hoàng Yên chữa hết bệnh câm điếc, vậy thì những cái trường chuyên biệt dành cho trẻ bị chậm phát triển trí tuệ để làm chi? Và những bác sĩ tâm lý để làm gì? Và đặc biệt những người giáo viên mầm non được đào tạo cho trẻ chậm phát triển, học quá giáo dục hòa nhập để làm chi? Em chỉ có những câu hỏi đó thôi. Em cảm ơn. Em đã từng được một luật sư quốc tế dạy em như thế này. Trước khi nghị định 93 ra đời thì là lúc đó là nghị định 64, kêu gọi là sai với nghị định 64 không nói nhiều. Tại vì khi đó nghị định 64 có quy định rõ ràng là ở Việt Nam chưa có một tổ chức nào, cá nhân nào được kêu gọi từ thiện ngoài Mặt trận Tổ quốc. Thì kêu gọi từ thiện là chưa đúng với nghị định 64. Nhưng do có thể là vì tính nhân văn thôi. Còn những người từ thiện từ tâm là từ thiện bằng tiền cá nhân như cô Nguyễn Phương Hằng, có bao nhiêu cho bao nhiêu, đó gọi là từ thiện từ tâm. Và cô Hằng là người cho đi chứ cô chưa Hằng chưa bao giờ đòi hỏi nhận lại bất cứ cái gì. Đó là lý do tôi yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng với tư cách là một cá nhân. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của tôi ngày hôm nay trước pháp luật Việt Nam. Em ơi, cho chị hỏi một câu vậy nè. Em không, nói chung chúng ta là những người yêu lẽ phải, yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào đảng và tin tưởng tuyệt đối vào phiên tòa ngày hôm nay. Và tôi tin là phiên tòa ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Em xin phép là không nói họ tên. Em ơi, cho chị hỏi cái là em biết Đinh Thị Lan không? Nói chung là xin, em chỉ biết cô Nguyễn Phương Hằng thôi. Em chỉ biết là em yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất, cô làm quỹ mẫu tim Hằng Hữu, ươm mầm cho thế hệ mai sau. Cô đang làm theo lời Bác Hồ dạy. Bác Hồ đã từng nói, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh bước cùng cường quốc Nam Châu hay không, là nhờ vào công lao học tập của các cháu. Thì cô Nguyễn Phương Hằng là người ươm mầm cho thế hệ mai sau. Thì ai ươm mầm cho thế hệ mai sau, ai yêu nước Việt Nam thì em yêu người đó, thế thôi. Còn em không biết những người khác. Tại vì chị thấy Đinh Thị Lan á, là nó cái đó thì em không biết. Cái đó thì người nào sai thì sẽ có đơn kiện của cô và của phía Đại Nam. Mình không được thẩm quyền nói những cái vấn đề đó. Em không có đủ thâm niệm phát ngôn những đó. Còn em phát ngôn là em phát ngôn theo cảm nhận cá nhân của em. Lý do tại sao em yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng chị thôi. Người dân ủng hộ chị Hằng như thế này. Chị mong mỏi như thế nào về cái phiên tòa? Đảo hình xong kìa. Chị mong mỏi như thế nào về cái phiên tòa này? Chúng ta cứ tin tưởng thì đó còn đảm bảo được. Nói đây toàn những người yêu quý chị Hằng. Phần đa đây không phải là người hiếu kỳ đâu, mà toàn những người đợi chờ phiên tòa này quá lâu rồi. Hơn một năm trời rồi. Tôi gào, tôi kêu, tôi khóc, tôi kêu tên thần Tông Hương, kêu đến vô bốn vị của Việt Nam, những người chức sắc to nhất của Việt Nam, là chị Hằng là người không có tội, chị Hằng là người có công gánh đỡ đất nước rất là nhiều.
mà bây giờ đến được cái phiên tòa là đứng ở đây nhìn bức tường đó, ở trong kia diễn ra cái gì người dân không hề biết và những người ủng hộ chị Hằng không hề biết đó. Bây giờ đứng nhìn nhau thế này này, cảm thấy bức xúc không đó? Đến được đây rồi bảo là người dân ôn hòa, người dân giữ trật tự, nhưng mà cái màn hình để xem không có. Vì sao không lắp cái màn hình đây cho người dân, người ta theo dõi qua phiên tòa, người ta nhìn thấy một chị Nguyễn Phương Hằng, một cái người phụ nữ vĩ đại, một người phụ nữ rất là có công với đất nước này, người phụ nữ thương người nghèo. Chị không hề thương mình, chị có biết mình là ai, mình không nằm trong chế độ người nghèo, mình không nằm chế độ người nghèo, nhưng chị giúp đỡ rất là nhiều người nghèo. Những cái việc làm tốt đẹp của chị mình ủng hộ. Nhưng mà bây giờ đây, đến cái tòa án, cả một cái tòa án lớn như thế này, không có được cái màn hình để cho người dân theo dõi.